Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 0 ngày 24 tháng 9 năm 2019, Lê Đăng Khoa 20 tuổi, trú tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, điều khiển xe máy chở Luân đi trên đường thì bất ngờ gặp nhóm của Trần Đức Tân 34 tuổi và Trần Duy Anh 29 tuổi, cư trú tại địa phương, đang nhậu và xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Trong quá trình xô xát, Luân đã lấy cây dao tự chế thủ sẵn trong người chém nhiều nhát vào người Tân và Anh rồi bỏ chạy. Tân đuổi theo ôm Luân lại, liền bị Luân dùng dao đấm đâm trúng vùng ngực. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng Tân đã chết trên đường đến bệnh viện. Còn Anh cũng bị thương và được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Thoại Sơn cấp cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Thoại Sơn đã tiến hành bảo vệ hiện trường, điều tra, xác minh và phối hợp cùng người dân bắt giữ Luân. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra,